Thanh Shop chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay này mình lên cái sản phẩm cho súng condo quy nhựa bọc đai inox và cái tay cầm inox có lúp nhựa anh em nhé. Sản phẩm quy nhựa thì cho anh em cảm giác này nhẹ này êm đấy. Và lần này mình về là cái đai này bằng inox thì anh em cầm cái lốm vận này lắp vào đây rất chi là bền đấy anh em nhé, rất chi là bền. Vâng, thì anh em xem lại cái sản phẩm này, rất nhiều anh em trông ngóng, rất nhiều anh em hỏi shop, thì hôm nay shop nhập về cho anh em. Vâng, thì hàng bên shop là hàng miễn phí ship và được xem hàng trước khi thanh toán anh em nhé. Giá cả thì mình công khai giá luôn, giá là 180.000 đồng, hàng miễn phí ship để kiểm tra 180 anh em nhé. Đấy, giá là giá miễn phí ship để kiểm tra. Anh em nhận hàng kiểm tra đúng cái quy nhựa này, đai là đai inox này. Đấy, cái lốm kéo tay cầm bằng inox cực kỳ là bền nhé, nhưng được bọc là bọc bọc nhựa anh em nhé, cầm rất chi là êm tay. Đấy, chơi condo sử dụng quy nhựa là êm nhất rồi, và thêm cái đai inox và tay nhựa và tay kéo inox này là cực kỳ là tuyệt vời anh em nhé. Đấy, khi gửi cho anh em kèm theo này một cái quy nhựa này và 8 cái sim anh em nhé, 8 cái sim. Đấy, anh em thay sử dụng được 2 lần. Đấy, anh em nhé, sim này thì anh em về anh em lắp vào rãnh này này. Anh em nào mà không biết lắp sim thì có thể bảo shop hỗ trợ, shop lắp sim hộ nhé. Shop lắp sim hộ thì lắp sim thì lắp 4 cái sẽ còn thừa 4 cái để anh em cất đi, anh em dự phòng anh em nhé. Ngoài quy nhựa này ra, bên mình có bán cả quy inox và quy đồng anh em nhé. Quy inox này, quy nhựa bọc inox này và quy đồng. Đấy, quy nhựa bọc inox này, sản phẩm này thì nó giống như cái quy nhựa này anh em nhé, nhưng nó trần xì là inox bọc tổ ong hết. Đấy, cái này thì cũng là 180.000, cái này cũng là 180.000. Còn riêng cái quy đồng này anh em nhé, quy đồng này tay kéo bằng inox trần xì nhé, không có bọc nhựa nhé. Đấy, quy đồng là tay kéo trần xì bằng inox nha, bọc đồng đấy, tổ ong nha. Đấy, giá là 150. Đấy, quy đồng như này thì giá là 150 nhé. Đấy, như này 150 này, còn cái quy inox này, này như này là 180 anh em nhé, 180. Anh em thích êm nhất thì chơi quy nhựa nha, 180 anh em nhé. Đấy, anh em cân đối đấy, xem thích cái quy nào thì alo cho shop nhé. Vâng, thì cái video của shop xin kết thúc tại đây. Shop xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền tổ quốc nhé.